Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa chủ nhật ngày 4 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Hội đồng thẩm định đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức thẩm định đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Mường Khương năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai. Vài kẻ đường trên nhiều tuyến phố của thành phố Lào Cai đã bị mở hoặc bong chóc. Một số tuyến đường còn xuất hiện các ổ gà, gây khó khăn và nguy hiểm cho chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bắc Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh. Tin quốc tế, Trung Quốc mở rộng dịch vụ hoàn thuế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hơn 5,4 tỷ đồng là số tiền thị xã Sapa nhận được ngay trong buổi phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã Sapa đến năm 2025 diễn ra vào ngày 3 tháng 8. Từ năm 2020 đến nay, thị xã Sapa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 340 gia đình người có công, hộ có khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, qua rà soát, toàn thị xã còn khoảng 800 hộ cần được hỗ trợ về nhà ở. Để hoàn thành mục tiêu, đến tháng 9 năm 2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa kêu gọi sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân với tinh thần toàn dân, toàn diện, chung sức đồng lòng để có thêm những mái nhà ấm áp, nghĩa tình hoàn thành, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Ngay tại buổi phát động, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ thị xã Sapa hơn 5,4 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh đã tổ chức thẩm định đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Mường Khương năm 2024. Năm 2024, huyện Mường Khương có 16 sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng OCOP. Trong đó có 3 sản phẩm đánh giá lại và 13 sản phẩm đánh giá mới. Các sản phẩm thuộc nhóm ngành thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm thô, sơ chế, chè. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, các chủ thể đã quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, khẳng định cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đánh giá chấm điểm, trong 13 sản phẩm đánh giá mới, có 7 sản phẩm đạt, 3 sản phẩm đánh giá lại đạt 100%. Các sản phẩm đạt đều được chấm OCOP 3 sao. Hội đồng thẩm định yêu cầu các chủ thể có sản phẩm sau khi được chứng nhận tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 17. Những ngày này, hàng trăm công nhân của nhà thầu xây dựng đã được huy động gấp rút triển khai các phần việc đảm bảo tiến độ chủ đầu tư dự án đề ra. Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án đầu tư xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai có tổng kinh phí đầu tư 350 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục, khối phòng học, bộ môn, hiệu bộ, khảo thí, thư viện, hội trường, khối nhà căng tin, dịch vụ, nhà thi đấu đa năng, nhà bếp ăn và ký túc xá học sinh, ngoại thất và các công trình phụ trợ, hệ thống kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Theo chỉ đạo của tỉnh, chỉ còn khoảng 1 năm để hoàn thành dự án này. Xác định rõ áp lực về tiến độ, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh thường xuyên có mặt tại công trường, cùng nhà thầu xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Trên công trường, hàng trăm công nhân đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dự án. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị nhà thầu thi công lập lên cái tiến độ chi tiết. Từ cái tiến độ chi tiết đấy để mình triển khai ra và theo dõi, giám sát theo cái phần tiến độ đấy để triển khai từng công việc. Tranh thủ những cái lúc thời gian mà nó không mưa nắng thì anh em chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ và đẩy nhanh với cái thiết bị cũng như là nhân lực sẽ bổ sung thêm để tăng ca, tăng kíp, hoàn thành cái mục tiêu của tỉnh giao cho. Cùng với đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Công tác kiểm soát vật liệu, vật tư đầu vào được tiến hành thường xuyên.
đội ngũ cán bộ kỹ thuật bám sát công trình, giám sát chất lượng thi công từng hạng mục. Công tác giải ngân nguồn vốn cũng được chú trọng, phấn đấu giải ngân hết 80 tỷ đồng vốn được giao trong năm nay. Thực tế khối lượng thi công ngoài công trường cũng đã tương đương với khoảng giá trị khoảng 80 tỷ, đạt khoảng 25% yêu cầu về đơn vị nhà thầu sẽ bổ sung nhân lực, tăng thời gian làm và tăng cao để đảm bảo cái tiến độ sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 của năm 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp, công trình trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 17. Với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, thông minh, chất lượng cao, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh theo hướng công dân toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2030, trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai đạt chuẩn cấp độ 4. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô điện có nhiều tín hiệu tích cực và nhận được sự quan tâm của khách hàng bởi giá thành hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng. Tại thành phố Lào Cai, các mẫu xe ô tô điện khá đa dạng với nhiều mức giá và phân khúc khác nhau. Mẫu xe điện IONIQ 5 của Hyundai có giá 1,45 tỷ đồng, đang cạnh tranh trực tiếp với dòng xe VF8 của VinFast trong phân khúc xe điện hơn 1 tỷ đồng. Các dòng xe hybrid xăng lai điện của Toyota như Yaris Cross, Corolla Cross, Camry giá từ 700 triệu đến 1,4 tỷ đồng cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Và mẫu xe hot nhất trong thời điểm hiện nay phải kể đến xe điện VF3 của VinFast bởi giá thành hợp lý chỉ từ 235 triệu đồng. Cảm thấy VF3 là mẫu xe dành cho giới trẻ, rất là xinh, cute trong cái tầm giá mà mình lựa chọn. So sánh một giá thành của xe Vin rất là rẻ, cũng xứng đáng để ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cũng lo lắng về vấn đề chạm sạc, bởi trên địa bàn tỉnh Lào Cai số lượng chạm sạc chưa có nhiều. Hơn nữa, số lượng lớn xe taxi điện mới tham gia vào thị trường trong tỉnh cũng ảnh hưởng lượng tải của các chạm sạc. Hơn 3,8 tỷ đồng là tổng kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Trong đó, hơn 1 tỷ 950 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công cấp tỉnh, cấp huyện, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng. Nguồn vốn này sẽ được tập trung để phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành nghề có tiềm năng, thế mạnh và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu như chế biến nông lâm sản, dược liệu, đồ thủ công mỹ nghệ. Để đề án mang lại hiệu quả, ngành công thương đang tập trung rà soát, tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ các đề án khuyến công nhóm, đề án khuyến công điểm, đề án liên kết chuỗi giá trị, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khuyến công với công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường. Thưa quý vị, vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường làn đường theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do vạch kẻ đường trên nhiều tuyến phố của thành phố Lào Cai đã sơn từ lâu nên đã bị mờ hoặc bong chóc, một số tuyến đường còn xuất hiện các ổ gà mà không được khắc phục kịp thời. Điều này đã gây khó khăn, nguy hiểm cho các chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Đại lộ Trần Hưng Đạo, một trong những tuyến đường đẹp nhất thành phố Lào Cai. Tuy nhiên, hiện trên nhiều đoạn của tuyến đường huyết mạch này, vạch kẻ phân chia làn đường và chỉ dẫn đã bị mờ và bong chóc. Có những đoạn người tham gia giao thông không thể quan sát được, gây khó khăn trong việc đi đúng làn. Cũng do mờ hoặc mất vạch kẻ đường nên nhiều phương tiện đã lưu thông theo kiểu mạnh ai nấy đi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì thế các vạch kẻ đường rất mờ, rất tiềm ẩn cho anh em lái xe là khi đi trên hành trình bị chém vạch chén này nọ thì rất bị nguy hiểm. Tương tự trên đường Võ Nguyên Giáp, vạch kẻ phân làn và chỉ dẫn hay vạch kẻ dành cho người đi bộ cũng gần như không còn. Tại đường Nguyễn Huệ, tuyến giao thông luôn đông đúc phương tiện qua lại mỗi ngày. Theo quan sát, các vạch kẻ đường và vạch chỉ dẫn cũng đã bị mờ. Không có vạch kẻ đường thì đi người ta không thể nào nhận thức ra được hết cái đường là như thế nào. Là kẻ hướng dẫn chỉ đường thì đi nó có vẫn sự an toàn hơn. Bên cạnh đó, trên nhiều tuyến đường của thành phố Lào Cai, cứ sau mỗi trận mưa là bùn đất hoặc tình trạng ngập úng tái diễn, làm hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu mặt đường. Như tại ngã tư đường 30 tháng 4 giao với đường B6 kéo dài, hiện tồn đọng một lượng lớn đất đá. Nhiều điểm có dấu hiệu sói lở do nước gây ra.
các ổ gà còn xuất hiện tại phố Tùng Tung sau khi gờ giảm tốc được phá dỡ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cái ổ gà mới là cái vạch kẻ đường là không rõ, ổ gà rất nhiều. Ngay chỗ bên đường ra chỗ chợ B6 này là đường xấu mà xe cộ đi lại rất đông, nên là rất nguy hiểm. Thành phố Lào Cai có tổng số gần 400 tuyến đường phố. Theo thống kê của đơn vị chuyên môn, trên 100 tuyến đường phố chưa được kẻ vạch hoặc đã sơn kẻ nhưng bị mờ bong chóc. Hiện nay thì chúng tôi đang rà soát, thì trên bàn này có khoảng trên dưới 100 tuyến phố là phải khắc phục bổ sung, có cái danh mục đầu tư và cho cái hệ thống sơn kẻ vạch lại các hệ thống tuyến đường giao thông trên nội thị trên bàn thành phố để đảm bảo giao thông cũng như là đảm bảo mỹ quan đô thị. Thực tế đã xảy ra không ít vụ va chạm, tai nạn giao thông có nguyên nhân từ lỗi đi không đúng phần đường, làn đường bởi người tham gia giao thông khó xác định được ranh giới hoặc đi vào các ổ gà. Trước thực trạng này, thành phố Lào Cai và các cơ quan đơn vị liên quan cần kịp thời rà soát, có kế hoạch sơn lại vạch kẻ đường, gia cố lại các tuyến đường xuống cấp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Điều 12, Nghị định 87 năm 2024 NĐ-CP của Chính phủ quy định mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về kê khai giá hàng hóa dịch vụ, cụ thể như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi kê khai không đủ các nội dung hoặc không đúng mẫu của văn bản kê khai giá. Hành vi này, ngoài xử phạt hành chính còn buộc nộp lại văn bản kê khai đủ các nội dung hoặc đúng mẫu. Hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng nếu kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá từ 1 đến 10 hàng hóa dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng nếu kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá từ 11 đến 20 hàng hóa dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá. Phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng nếu kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá từ 21 hàng hóa dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá trở lên. Các hành vi này ngoài phạt tiền còn buộc thực hiện kê khai lại các mức giá. Tiếp theo chương trình, khan hiếm nguồn cung nhà ở xã hội tại hai đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị và triển lãm tự động hóa tại Malaysia. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh thu hút thêm 279 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới, tăng hơn 53% so với cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bắc Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh. Với môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn lao động dồi dào, Bắc Ninh đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Riêng tháng 7, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 35 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 356 triệu đô la Mỹ và là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong nửa đầu năm nay với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,58 tỷ đô la Mỹ, chiếm 19% của cả nước. Để đạt được mục tiêu thu hút khoảng 7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm nay, Bắc Ninh tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, hiện nay hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn khan hiếm. Trung bình mỗi năm, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thiếu trên 50.000 nhà ở. Như vậy, dù ngay cả khi kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của hai thành phố này được thực thi tối đa, thì nguồn cung vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân. Năm 2024, Hà Nội chỉ đăng ký khoảng 1.181 căn nhà ở xã hội và Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 3.700 căn. Để phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhất là tại hai đô thị đặc biệt, ngoài việc sớm thông qua gói tín dụng 140.000 tỷ đã điều chỉnh theo hướng thực sự ưu đãi hơn, cơ quan quản lý nhà nước cần giám sát chặt chẽ, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thi hành các quy định mới, giúp thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm nay là 15%, dù đã đi hết nửa chặng đường, nhưng hệ thống ngân hàng mới tăng trưởng tín dụng được 6%. Nguyên nhân chính là do khách hàng doanh nghiệp phải đáp ứng được những tiêu chí nhất định mới có thể tiếp cận được nguồn vốn, đặc biệt là ngân hàng nhà nước cũng chú trọng chất lượng tín dụng cho vay. Có phương án kinh doanh tốt, có tài sản đảm bảo, doanh nghiệp này đang vay vốn với mức lãi suất từ 5 đến 5,5% một năm.
Mức lãi suất này thấp hơn rất nhiều so với thời điểm năm ngoái. Đây là cơ sở giúp doanh nghiệp phát triển. Được cái gói lãi suất mà từ 5 đến 5%. Với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại thì là về phía doanh nghiệp thì đã là một cái sự hỗ trợ lớn. Việc mà hỗ trợ và giảm lãi suất của ngân hàng hiện nay là một cái tín hiệu tích cực và giảm cái áp lực về mặt chi phí với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất nhiều. Song không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện để tiếp cận được gói tín dụng lãi suất thấp. Ngân hàng này liên tục tung ra những chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng. Lãi suất chỉ từ 5% một năm khi vay dưới 9 tháng hoặc 6% một năm khi vay đến 12 tháng. Thế nhưng tăng trưởng tín dụng 6 tháng vẫn ở mức âm. Bởi khi vay, doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu đi kèm. Riêng đối với mảng khách hàng doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ tăng trưởng tối thiểu đặt mục tiêu là khoảng 10.000 tỷ. Chúng tôi đặt mục tiêu rất là khát vọng, nhưng tuy nhiên nó sẽ đi kèm với cái chất lượng tăng trưởng và cũng như là các giải pháp ngành nghề nó sẽ được là may đo để giúp cho khách hàng có cái sự thuận tiện nhất. Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, lãi suất cho vay ở mức thấp, ngành ngân hàng nỗ lực tăng trưởng nhưng không thể hạ chuẩn tín dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được cái chỉ tiêu 15% đã đặt ra từ đầu năm. Để tăng trưởng tín dụng thì nó phụ thuộc rất nhiều cho những cái vấn đề đó là cầu đầu tư, cầu tiêu dùng và cầu tín dụng và những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho các dự án để làm sao tháo gỡ những khó khăn về mặt pháp lý, tạo điều kiện về môi trường điều kiện để cho các doanh nghiệp hoạt động. Tính đến cuối tháng 5, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 4,94%. Nợ xấu trở thành thách thức không chỉ của ngành ngân hàng mà còn của toàn nền kinh tế. Ngân hàng nhà nước đồng thời phải đảm bảo chất lượng tín dụng nhưng cũng nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14-15%. Ước tính khoảng 2 triệu tỷ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế trong năm nay. Tin thời sự quốc tế, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo đã đóng cửa đại sứ quán nước này tại thủ đô Beirut của Liban do lo ngại xung đột lan rộng ở khu vực Trung Đông sau khi các thủ lĩnh của lực lượng Hamas và Hezbollah thiệt mạng trong tuần này. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đã hướng dẫn các nhân viên đại sứ quán rời khỏi Beirut và di chuyển đến Cộng hòa Sip. Bộ trên cũng đang có kế hoạch tạm thời di rời đại sứ quán tại Beirut đến một địa điểm khác, song không nêu chi tiết. Quyết định này ban đầu được áp dụng trong tháng 8, song có thể được gia hạn tùy vào tình hình an ninh trong khu vực. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên thực địa, đồng thời hối thúc công dân Thụy Điển rời Liban bằng mọi phương tiện có thể. Hiện có tới 1.000 công dân nước này có thể đã tới Liban trong mùa hè năm nay, bất chấp cảnh báo đi lại được ban bố kể từ tháng 10 năm ngoái. Trong nỗ lực thu hút du khách quốc tế và thúc đẩy du lịch, chính quyền thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã quyết định mở rộng dịch vụ hoàn thuế nhanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nước ngoài khi mua sắm tại đây. Hiện việc hoàn thuế nhanh đang được áp dụng với những du khách sẽ rời Trung Quốc trong vòng 17 ngày. Theo đó, du khách sau khi làm thủ tục cần thiết sẽ được hoàn thuế ngay lập tức tại quầy và có thể sử dụng số tiền này để tiếp tục mua sắm ở những nơi khác. Nhiều khách du lịch quốc tế đánh giá cao sự tiện lợi của hệ thống hoàn thuế mới này so với việc chỉ có thể được hoàn thuế tại sân bay như trước đây. Trong 3 tuần đầu tháng 7, doanh thu bán hàng miễn thuế tại Thượng Hải đã đạt 130 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 18 triệu đô la Mỹ, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Hội nghị và triển lãm về tự động hóa Kuala Lumpur 13 năm nay chào đón 310 đơn vị triển lãm đến từ 19 quốc gia và khu vực, thu hút khách tham quan đến từ hơn 45 quốc gia. Hội nghị và triển lãm về tự động hóa Kuala Lumpur do Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Malaysia chủ trì là một trong những sự kiện lớn về tự động hóa và ô tô, quy tụ các đơn vị chủ chốt trong ngành từ khắp nơi trên thế giới để giới thiệu những tiến bộ mới nhất về công nghệ, sản xuất và dịch vụ ô tô. Với chủ đề Công nghệ xanh, bền vững và phát triển nhân tài địa phương, sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng trong ngành công nghiệp ô tô, phù hợp với các mục tiêu của Malaysia nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thúc đẩy các loại xe tiết kiệm năng lượng và công nghệ cao, trong khi hỗ trợ kế hoạch tổng thể công nghiệp mới 2030. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 4 tháng 8 năm 2024. Vùng đồi núi thấp,
nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.